Tinh thần với sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế hay là những cái việc mà không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà vì cái đó thì giờ mình cũng cái nguyện vọng học tập của mình mà giờ họ ra làm ách tắc mình đi không được thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế để làm ảnh hưởng người buộc mình để không học được nữa. Theo họ để coi phim hay làm những cái việc như kiếm tiền hay là những cái gì đó hay là những cái đấy thì nó lại không phù hợp. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. The master walks through the breeze, bringing peace, a heart that spreads. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart, spreading joy across the stages. Mark Mindu, a river guide, planting seeds of happiness. Far and wide. Người mang đến ánh sáng, xua tan mọi khổ đau. Lời kinh như suối mắt. Dẫn lối tâm hồn đi tìm nhau. Bước chân khó hạn đời đời sáng soi. Trái tim từ bi gieo niềm vui khắp nơi. Sư Minh Tuệ người thầy vĩ đại gieo mầm hạnh phúc. Chốn chân ai. On the quiet road, a noble figure treads. The master walks through the breeze, bringing peace, a heart that splits. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart spreading joy across the stages. Mark Mindu, a river guide, planting seeds of happiness far and wide. Village road, a noble figure treads. The master walks through the breeze, bringing peace, a heart that spreads. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart, spreading joy across the stages. Mark Mindu, a river guide, planting seeds of happiness far and wide. Người mang đến ánh sáng, xua tan mọi khổ đau.
lời kinh như suối mắt dẫn lối tâm hồn đi tìm nhau. Bước chân khó hạnh đời đời sáng soi, trái tim từ bi gieo niềm vui khắp nơi. Sư Minh Tuệ, người thầy vĩ đại, gieo mầm hạnh phúc chốn chân ai. On the quiet trail, a noble phoenix rests. The master walks through the breeze, bringing peace, a heart that splits. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages, a compassionate heart spreading joy across the stages. Mark Mingdu, a river guide, planting seeds of happiness far and wide.